Sáng nay, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã thực hiện công tác bàn giao 26 lô đất tái định cư tại phường Quang Vinh cho 26 hộ dân thuộc các phường như Quyết Thắng, Quang Vinh, Bửu Long, Thanh Bình, v.v. của thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, do có đất nằm trong các vùng dự án tại thành phố Biên Hòa. Tại buổi bàn giao các vị trí đất tái định cư sáng nay, rất nhiều người dân đã không giấu được niềm vui vì sắp tới sẽ sớm được triển khai xây nhà để tạo dựng cuộc sống mới. 9 giờ sáng mới diễn ra buổi bàn giao các vị trí đất tái định cư, nhưng từ 8 giờ nhiều người dân đã có mặt tại khu vực khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa để chờ đợi được giao đất. Nhiều người dân cũng bày tỏ sự vui mừng khi được bố trí tái định cư tại đây, bởi lẽ khu vực tái định cư này hiện đã hoàn thiện hạ tầng, vị trí giao thông thuận lợi và rất gần trung tâm thành phố Biên Hòa. Người dân cũng cho biết để nhận bàn giao vị trí đất tái định cư hôm nay, họ phải chờ đợi ít nhất 2 năm, thậm chí có một số trường hợp phải gần 5 năm mòn mỏi chờ đợi, sống tạm bợ vân vân. Nay mới được nhận bố trí tái định cư. Chị chờ đợi nay cũng 2 năm rồi đó, để mướn phòng trọ ở rồi ba má cũng lớn tuổi rồi, ở phòng trọ cũng điều kiện cũng khó khăn chật chội lắm, đồ đạc lum. Mà giờ được lãnh đất thì cũng mừng. Nhưng mà đến đây là đến bây giờ thời điểm này nó cũng phải tới 5 năm rồi mà bây giờ hôm nay mới được ra nhận thì cũng cảm ơn, trước mắt là cảm ơn, nhưng mà có một cái vấn đề đấy là bây giờ làm sao để nhanh chóng cho bà con có chỗ ở. Đấy, ổn định. Đã tái định cư phải cho người dân người ta xây nhà trong thời gian như nào sớm nhất để ổn định cái chỗ ăn chỗ ở thì bà con người ta mới giao nhà, giao đất. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Biên Hòa cho biết 26 hộ dân nhận vị trí bố trí tái định cư tại phường Quang Vinh vào sáng nay thuộc các dự án như xây dựng hạ tầng khu dân cư phục vụ tái định cư tại phường Quang Vinh, trường trung học cơ sở Ngô Nhân Tịnh tại phường Quyết Thắng, trường trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm ở phường Bửu Long và Quang Vinh, đường Lưu Văn Viết tại phường Tân Tiến, đường nối từ đường Nguyễn Ái Quốc đến đường nối Phan Đình Phùng, cây tràm ở phường Quang Vinh, cải tạo chỉnh trang vỉa hè đường Lê Thánh Tôn, phường Thanh Bình, xử lý ô nhiễm dioxin phường Bửu Long và dự án xây dựng đường ven sông Đồng Nai và dự án kè sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa, đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu. Hiện thành phố Biên Hòa cũng đang tính toán để sớm bố trí các hộ dân đang chờ nhận đất tái định cư để sớm hoàn thiện giải phóng mặt bằng, thuận lợi triển khai thi công các dự án trong thời gian tới.